nên quét vôi nó màu trắng như vậy để mà vừa khử khuẩn cho trại, vừa cái mang cái màu sắc sáng sủa cho cái trại heo của mình ha. Thì đó cũng là chia sẻ cho các bạn về tất cả những cái gì hay của cái trang trại VNPIT này, để cho các bạn mà sau này ví dụ làm trại hoặc là trong cái quá trình mà ý tưởng mà xây trại nào thì các bạn cũng có thể ít nhiều học hỏi được từ cái trang trại VNPIT này. Thì khi mà trong cái một cái mô hình nuôi heo thịt này các bạn, thì cái trại này là vừa nuôi heo nái vừa nuôi heo thịt, thì cái đầu ra của heo á thì trại sẽ sau này. Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV. Và nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái trại heo 250 nái, là cái trại VNPIT. Thì lâu nay những cái khán giả, những cái anh chị nào xem kênh của mình thì biết về cái quy trình, những cái series, những cái video về cái trại heo này, thì hôm nay đã gần như là hoàn thiện xong. Mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan từ ngoài cổng vào bên trong, sẽ có những cái hạng mục nào hay để mà chia sẻ với các bạn. Hy vọng là giúp ích các bạn được sau này nếu mà làm trại sẽ đúc rút được rất là nhiều cái kinh nghiệm. Còn bây giờ mời các bạn theo chân mình ha. Thì đây là ngoài cổng này các bạn này. Đấy, ngoài cổng các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Ngoài cổng là trước tiên là các bạn sẽ thấy là cái khu vực này là cái khu vực để xe, khu vực để xe cho cán bộ công nhân viên trại và khách khứa sau này. Và kế đến là sẽ có những cái hố vôi sát trùng như thế này. Đây, đây chính là khu vực hố vôi sát trùng. Còn phía ngoài này là một cái hố vôi sát trùng dành cho xe ô tô, xe cám hoặc là xe nhập heo. Khi đi vào trong này thì sẽ đi qua cái khu vực này các bạn, sau đó thì mới được vào trong trại. Còn khi mà một người lạ hoặc là những người nào đi vô trại heo thì sẽ đi qua cái nhà sát khuẩn ở ngoài cổng này. Còn về nói về cái cổng thì ở đây sử dụng là một cái cổng có hệ thống là tự động các bạn. Đây là một cái motor cửa cuốn sẽ điều khiển bằng qua app điện thoại. Thì ở đây là có hai cái đường ray, cái cửa này sẽ đẩy ngang như thế này các bạn. Và ở trên đây là các bạn sẽ thấy là có một hệ thống camera ở trên này như thế này. Thì khi mà có khách hoặc là có người tới bấm chuông thì cái camera này sẽ rọi thấy và sẽ báo về điện thoại cho chủ, và chủ có thể là mở cái cổng qua cái app điện thoại được các bạn ạ. Còn tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn đi vô xem ở trong bên trong. Thì đây là một cái nhà khử khuẩn này các bạn này. Cái nhà khử khuẩn ngoài cổng thì nó sẽ có cấu tạng như này. Phía ngoài đây là một cái phòng để mà đựng những cái tủ đồ, rồi những cái quần áo mà khách tới đây sẽ thay đồ ở đây, sau đó sẽ mặc đồ của trại và sẽ đi vào cái phòng khử khuẩn. Phòng khử khuẩn này ở trong sẽ sử dụng cái cảm biến các bạn. Sẽ trong bên trong có những cái cảm biến như thế này. Đấy, những cảm biến như thế này. Khi mà thấy người vào thì cái hệ thống thuốc khử khuẩn ở những cái bếp này nó sẽ phun nguồn mịt ở trong đây. Đấy, và sau này thì các bạn sẽ đi vô đây và các bạn sẽ tắm ở trong này. Ở trong đây có một cái phòng tắm như thế này. Đấy, các bạn đi theo những cái đường dít dắt như vậy và thuốc sẽ phun ra. Đấy, và các bạn qua đây thì khi mà khách qua đây sẽ tắm qua một cái phòng tắm như này nữa. Đấy, cái trại này thì các bạn thấy là bố trí bình chống lạnh Ferrari luôn, để khi mà mùa mưa mùa đông thì có thể là không ngại vấn đề gì. Và cuối cùng là các bạn sẽ thấy là ở đây cũng có một cái phòng nữa để chứa đồ, những cái tủ quần áo. Sau đi tắm rửa sẽ qua đây mặc cái đồ của trại, sau đó thì chúng ta sẽ mới được đi vào bên trong cái trại heo. Thì ở ngoài đây cũng cho các bạn xem nè, đây là cái hệ thống khử khuẩn với bơm. Đấy, thuốc sát trùng sẽ được pha vào trong cái phi này các bạn. Đấy, và qua hệ thống cảm biến khi con người đi vào thì sẽ phun khử khuẩn trong đó. Hồi nãy mình sợ ướt cái camera cho nên là mình không có bật cái hệ thống này lên, nhưng mà tí vào bên trong thì mình vào trong trại đi, trong nhà đi, thì mình sẽ quay cho các bạn thấy nó phun như thế nào ha. Còn bây giờ thì mời các bạn đi vào trong trại của mình cho các bạn xem. Thì các bức tường được xây bọc khép kín trong cái khu này các bạn.
Đây là cái hệ thống nhà công nhân này. Đây chính là hệ thống 4 dãy nhà công nhân. Còn phía bên kia là gồm 3 cái phòng để cho khách ở khi mà khách tới giao dịch về heo, hoặc là tham quan trại heo, hoặc là có những vị khách nào đó thì sẽ được ở bên đây khử khuẩn và cách ly ở bên đây các bạn. Còn bên đây là khu vực trại heo. Còn đây là nhà công nhân. Nhà công nhân gồm 4 phòng như thế này. Đấy, các bạn thấy là có 4 phòng như thế này. Đây, có cửa sổ, cửa đồ rất là đàng hoàng các bạn nhé. Thì đây là phòng số 1 này. Thì mình dẫn các bạn vào bên trong xem cái phòng công nhân ở đây như thế nào ha. Đây, phòng công nhân, cán bộ công nhân viên ở thì các bạn sẽ thấy là rất là rộng, rất là thoải mái nha này. Đấy, có quạt này, đấy. Rồi thông gió, rồi cửa, bóng điện, giường chiếu, nệm, rất này. Thì cái trại heo VNPIT này chú trọng một cái môi trường làm việc cho anh em công nhân rồi quản lý trại rất là tốt các bạn. Khi mà cái môi trường mà nó tốt á, thì các bạn sẽ thấy là cái tính năng động, cái tính làm việc của mọi người trong trại rất là hăng say và đạt năng suất. Thì đó cũng là một cái hay khi mà các bạn sau này làm trại heo á, các bạn cố gắng là nên làm những cái phòng công nhân cho nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ và nó thoáng đãng một tí ha, để phục vụ nhu cầu cho các anh chị em sau này làm việc tại trại. Và cho các bạn xem ở trong toilet nó như thế nào ha. Đây, một cái toilet thì các bạn thấy là rất là sạch sẽ và gọn gàng như thế này. Có bồn cầu này, có nhà vệ sinh, có nóng lạnh nha các bạn nhé. Nóng lạnh ở đây thì ở đây 4 phòng sử dụng 2 cái nóng lạnh, các bạn sẽ để bên kia một cái, 2 phòng là chung một cái nóng lạnh sẽ sử dụng đây này các bạn này. Thấy đấy, có nóng lạnh như này. Thì đấy, các bạn thấy là sau này nếu mà có làm việc cho cái trang trại VNPIT thì các bạn cũng sẽ khá là hài lòng ha. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong trại heo tham quan tiếp ha. Đây là một cái nhà khử khuẩn vào trong trại này các bạn này. Đây cũng là cái thùng phi và có gắn những 2 cái máy bơm để mà pha thuốc khử khuẩn cho trại sau này. Đấy. Thì trước khi vô trại thì chúng ta sẽ đi qua một cái hố vôi sát trùng như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy là một cái hố xoay như thế này. Sau đó thì sẽ là nước vôi trong đây. Đấy, để mà khử khuẩn cái chân người đi vô. Thì ở giữa là có một cái lối đi các bạn, cái lối đi này để sau mà mang những đồ nặng hoặc là cồng kềnh đi vô trại, ví dụ như là vôi này, hoặc là những cái kho, hoặc quần áo, hoặc là những cái gì đó, thì chúng ta sẽ đi đường này. Còn ở bên đây thì chúng ta sẽ thấy gồm có 2 nhà khử khuẩn. Nhà này là dùng cho nam, một bên dành cho nam các bạn, và một bên là dành cho nữ. Thì cấu tạo cũng như ở ngoài cổng thôi. Đấy, khi mà mình vừa bước vô này các bạn này. Đấy, mình vừa bước vô thì cái hệ thống cảm biến ở đằng kia nó đã phát hiện ra mình đi vào rồi, và bắt đầu là khử khuẩn. Nó sẽ phun như thế này các bạn. Đấy, nó sẽ phun dạng hơi sương như thế này. Và các bạn sẽ đi bên kia. Đấy, các bạn xem này. Đây, mình vào quay luôn cho các bạn xem. Đấy, là cái hệ thống nó phải phun ướt người mình như thế này. Đấy. Thì chúng ta sẽ đi qua những cái đường dích dắt này ha, và đi qua bên kia. Còn bây giờ mình sẽ nói cameraman đi đường bên kia để không ướt cái camera bạn ha. Thì khi mà vào đây thì chúng ta sẽ sát khuẩn và tắm rửa xong thì sẽ có những cái đôi ủng như thế này. Đấy, sẽ có những cái đôi ủng như thế này. Khi mà công nhân viên đi làm ở trong trại sẽ mang những cái đôi ủng này các bạn. Đấy. Và đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây có một cái nhà vệ sinh nữa. Khi mà đặt trường hợp là những anh chị, những các bạn mà đang làm việc trong trại thì nếu mà có buồng đi vệ sinh thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nhỏ như thế này nữa để đi vệ sinh thì rất là tiện. Qua đây thì các bạn sẽ thấy nè, qua đây là một cái kho để chứa vật liệu, ví dụ như là những cái vôi ve, hoặc là thuốc, hoặc là những cái vật dụng để sau phục vụ cho trại heo. Thì chúng ta sẽ ở trong một cái kho nhỏ này nữa. Đấy,
các bạn có thể thấy là trong một cái kho thì đang rắc vôi khử trùng ở trong này nè các bạn này. Đấy, hoàn thiện đã gần xong và đang rắc vôi khử trùng. Rồi, để mình đóng lại rồi mình dẫn các bạn đi xem tiếp ha. Rồi, mình sẽ dẫn các bạn đi xem tiếp. Bên đây là cái nhà heo thịt này các bạn. Nhưng mà mình sẽ khoan, chưa đi vào bên này đâu. Mình sẽ nói tầng tự cho các bạn xem để các bạn có thể là hình dung ra một cái trại heo thì nó bao gồm những cái gì ha. Thì các bạn để ý sẽ thấy ở đây gồm một cái hồ nước được lót bạc HPDE như thế này. Có thể tích là khoảng 130 mét khối các bạn. Mục đích của cái hồ chứa nước này là ở đây sử dụng, không cho trại heo này sử dụng cái nguồn nước trực tiếp từ nước giếng khoan, tại vì nó lẫn phèn rất là nhiều và những cái kim loại nặng ở trong đó có hại sức khỏe cho con heo. Thì chúng ta sẽ bơm lên trên cái hồ này để trong vòng khoảng 10 ngày để nó lắng khỏi những cái phèn và những cái kim loại nặng, thì nó sẽ lắng xuống dưới đáy. Sau đó thì chúng ta sẽ bơm qua hệ thống lọc composite cũng như là chiếu tia UV, rồi sau đó thì sẽ bơm lên trên bồn, trên tẹt để mà cung cấp hết đi cho cái trại heo của mình. Thì các bạn để ý là ở đây có những cái máy bơm này và có những cái phao, thì đây là hoàn toàn là hệ thống tự động hết. Khi mà nước trong cái hồ này mà nó hạ xuống 20 phân thì cái hệ thống bơm từ nước giếng khoan sẽ bơm vào đây, sẽ bơm vào đây, và sau đó thì nói chung là ở đây hệ thống tự động sẽ từ đầu ra đến đầu vào các bạn. Khi mà hệ thống ở đây tuột xuống 20 phân thì cái bơm sẽ bơm vào và bơm lên trên cái hệ thống lọc trên kia. Hệ thống lọc trên kia nếu mà hạ xuống khoảng cũng 20 phân thì bắt đầu là cũng bắt đầu bơm từ đây bơm lên. Nó rất là tiết kiệm thời gian cũng như công sức sau này vận hành cho trại. Thì đó cũng là một cái hay sau cho anh chị nào mình làm trại thì cũng nên có một cái hệ thống xử lý nước uống cho heo nó hiệu quả như thế này ha. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tiếp vào xem trong cái kho cám có những cái gì hay ha. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem trong kho cám. Đây, kho cám thì được chia làm hai ngăn như thế này các bạn. Phía bên kia cửa là một ngăn, phía bên đây là một ngăn. Và đây là ở phía ngoài, đây là có hai cái công tắc. Đây là công tắc để bật sáng này. Và cái công tắc này là công tắc đèn UV. Đây, mình sẽ cho các bạn xem, bật lên cho các bạn xem. Đấy, các bạn sẽ thấy những cái đèn UV nó có ánh sáng màu xanh lam như này. Nó sẽ chiếu để sau khử khuẩn trên cái bao bì của cám. Bây giờ mình sẽ tắt đi để vào nói cho quay cho các bạn xem ha. Thì đây, mời các bạn vào xem. Thì trong cái kho cám sẽ được chia làm hai ngăn như này các bạn. Đây. Cái ngăn bên này là khi mà xe tải nhập cám về thì sẽ nhập đầu tiên ở cái ngăn bên này và sau đó sẽ khử khuẩn bằng phọt môn và thuốc tím. Các bạn sẽ để ý những cái xô đen này này là cái hôm qua mới nhập cám và mới xong phọt môn và thuốc tím, sau đó sẽ khử qua những cái đèn chiếu tia UV này để hạn chế tối đa cái mầm móng mà gây bệnh trên cái bao cám. Những cái vi khuẩn virus gì sẽ ở trong đây. Thì cái thuốc tím này và cái phọt môn này xong thì giờ nó vẫn còn mùi rất là ghê, cho nên là mình xin phép mình đóng cửa lại chứ không, cái mùi nó rất là hắc các bạn. Khi mà các bạn cái phọt môn và thuốc tím khi mà đổ vào thì nó sẽ sủi bọt lên, nó bốc khói, bốc nghi ngút lên các bạn, thì nó rất là nguy hiểm. Thì các bạn khi mà làm trong này thì các bạn phải lưu ý và để mà an toàn tính mạng cho mọi người ha. Thì sau đó thì chúng ta sẽ xong trong vòng từ 8 đến 12 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ mở cửa ra và chuyển hết cái số cám đó, những cái bao cám đó qua bên này. Và sau đó thì chúng ta sẽ cung cấp cho heo ăn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi quay tiếp cho các bạn xem. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi quay tiếp cho các bạn xem. Thì ở đây là có những cái đường lùa heo như thế này các bạn. Đấy, và phía bên đây là một cái nhà heo sinh sản này, nhà heo đẻ đó. Phía đây là một cái nhà heo hậu bị. Đấy, và đây nữa là chính là một cái nhà heo cai sữa. Còn cái nhà heo thịt thì hồi nãy phía bên kia mình đã nói cho các bạn xem rồi. Thì các bạn thấy nè,
là khi heo vào đây thì đầu tiên nó sẽ khi mà heo nhập về, heo giống nhập về các bạn sẽ đưa vào cái khu cách ly. Đưa vào khu cách ly xong thì chúng ta sẽ nhập vào cái chuồng hậu bị này trước. Thì mình sẽ cho các bạn xem bên trong của cái chuồng hậu bị ha. Tất cả thì đang chuẩn bị cho công tác khử khuẩn và nhập heo. Đây, các bạn thấy là một cái nhà hậu bị gồm 3 dãy như thế này các bạn. Chứa được là 250 nái. Thì các bạn sẽ thấy là các hệ thống là đan bê tông rồi lồng chuồng đã được lắp đặt xong hết như này và tiến hành công tác là đang khử khuẩn bằng cái thuốc sát trùng và rải vôi trong trại để mà tiến hành nhập heo giống ha. Công tác mà khử khuẩn này các bạn phải làm sao cho thật kỹ để trước khi mà nhập heo giống, làm càng kỹ bao nhiêu thì cái mầm bệnh ở trong trại khi mà chúng ta tiến hành thi công rồi, những cái mầm bệnh ở từ tác nhân bên ngoài vô trong trại thì hoàn toàn bị tiêu diệt đi, thì sẽ giúp ích được cho cái môi trường sinh sống của con heo sau này nó an toàn hơn và môi trường sinh học cho trại thì nó sẽ an toàn hơn ha. Còn bây giờ thì mời các bạn đi theo mình cùng đi xuống phía dưới để xem cái hệ thống quạt và tủ điện nó vận hành như thế nào ha. Ở trên đây thì có những cái thẻ nái để các bạn xem rồi thì chắc cũng biết, kênh mình lâu rồi thì chắc cũng biết những cái thẻ nái này có tác dụng là sau này sẽ cắm những cái thẻ vào trong đây để theo dõi là con heo phối ngày nào, rồi sinh ngày nào, tỷ lệ đẻ bao nhiêu con, lượng dinh dưỡng thức ăn như thế nào, vân vân. Thì đó là những cái tấm thẻ nái gắn như này. Và trong trại thì cũng sẽ gắn những cái hệ thống camera quan sát như này để mà có thể là chúng ta quan sát heo từ xa, nó rất là tiện. Và một điều lưu ý nữa là cho các bạn nhé, là ngoài cái hệ thống cửa sổ để lấy sáng thì còn có những cái hệ thống bóng điện để mà chiếu sáng như này. Thì các bạn sẽ canh sao về cái diện tích và cái thể tích ở trong cái trại của mình để các bạn có thể là tính toán sao cho có những cái bóng thắp sáng cho nó phù hợp, để mà khi mà vào buổi tối thì các bạn có thể là chích heo, chăm sóc heo sao cho nó hiệu quả. Các bạn cũng nhớ lưu ý cái điều đó. Ở dưới đây thì có một cái cửa chặn heo nữa các bạn. Cái cửa chặn heo này có tác dụng là khi mà chúng ta lùa heo đi ra đi mà đi đẻ thì chúng ta sẽ chặn những cái này để mà không cho con heo nó chạy lung tung ha. Còn bây giờ thì mình sẽ nói cho các bạn về cái tủ điện cũng như cái hệ thống quạt ở đây. Thì các bạn thấy nè, ở cái tủ điện ở đây là nó có một cái đồng hồ nhỏ xinh như thế này. Và cái đồng hồ này sẽ tương ứng với lại từng cái quạt. Ở đây các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có 6 cái quạt, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một cái bơm và có hệ thống tự động. Thì cái nhiệt độ ở đây các bạn, thì các bạn có thể set này, tùy vào những cái quạt này thì các bạn có thể set là chỉnh nhiệt độ lên, chỉnh nhiệt độ xuống các bạn. Đây, các bạn có thể chỉnh là nhiệt độ lên này, tùy theo cái nhiệt độ mà trong trại các bạn muốn. Và khi mà chỉnh xong rồi thì các bạn ok, thì cái quạt này khi mà bật qua chế độ tự động á, đấy, thì nó thấp hơn cái nhiệt độ này thì nó sẽ quay các bạn nhé. Đấy, các bạn để ý cái này. Đấy, và ở đây là có 3 cái chế độ. Đây là chế độ tay này, chế độ tắt, chế độ tự động. Và có một cái quạt là quạt này là quạt thời gian này. Đây là cái quạt thứ 3 là cái quạt thời gian này các bạn này. Ví dụ như khi bật qua tay, đây là cái quạt thứ 3 nó quay này. Đấy. Đấy. Còn khi mà chúng ta muốn chế độ tự động thì chúng ta sẽ cài nhiệt độ đây. Ví dụ như là nhiệt độ dưới bao nhiêu độ C mà chúng ta mong muốn thì cái quạt này nó sẽ tự mở ra quay hết. Còn bây giờ mình sẽ bật qua chế độ tay, mở hết tất cả các quạt cho các bạn xem ha. Đây. Đấy. Đấy thì các bạn có thể thấy nè. Đấy, motor quạt nó hút rất là ghê các bạn. Hút cái mùi ra. Thì khi mà cái quạt này hút thì nó sẽ hút cái mùi ra và hút cái hơi nước, cái kén nước từ ở trên đầu cái kén nước kia và thổi vào trong đây. Nó sẽ giúp cho cái chuồng, cái nhiệt độ trong chuồng nó thông thoáng và nó đảm bảo là cái nhiệt độ giúp cho cái trại của mình là nó không bao giờ bị quá nhiệt cả. Đấy, ở đằng đây thì các bạn cũng thấy cũng có một cái cửa. Đấy, có một cái cửa ra như thế này.
Đấy, thì thường là một cái trại sẽ có bốn cái cửa như này. Đấy. Rồi, đấy là về cái hệ thống điện và quạt, cũng quay sơ cho các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Và ở đây có một cái hệ thống còi này các bạn này. Khi mà cái trại này, trong trại mà bị mất điện thì tự động là cái còi này nó sẽ hú lên. Ví dụ như đặt vào chế độ tự động thì nó sẽ hú như thế này nè các bạn này. Đấy, các bạn nghe tiếng là nó hú á. Đấy. Đấy, còn bên trong này thì cái còi này sẽ sử dụng qua một cái hệ thống là cái bình ắc quy này các bạn. Đấy. Có một cái cục sạc sạc cho cái bình ắc quy này để mà cấp điện cho cái còi đấy. Còn đây là cầu giao tổng, còn đây là những cái hệ thống điện đài được đấu nối như này để mà phục vụ cho cái trại. Còn cái quạt ở đây là quạt sử dụng là quạt composite có cánh cái lá sắt ở phía bên trong, khác những cái loại ở ngoài thị trường các bạn hay thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua những cái trại khác ha, để cho các bạn xem. Thì các bạn có thể thấy là một cái trại heo 250 nái thì được xây dựng rất là gọn gàng, ngăn nắp như thế này. Đấy, cái lối đi cho ăn ở đằng trước rất là cái gầm sàn rất là cao ráo, rồi cái máng ăn cũng ngang tới bụng, sau này sẽ đẩy xe cám cho ăn rất là tiện. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là khoảng là 10 cái máng gầu thì chung trong một cái này như thế này. Đấy, khi chúng ta cho ăn thì chúng ta sẽ lật lên như vậy và sau đó thì sẽ đẩy cám cho vào đây ăn. Đấy, khi ăn xong thì chúng ta sẽ tháo ra vệ sinh. Đấy, như này. Và chùi rửa cái mạng rất là tiện. Khi mà xây dựng thì các bạn nên làm cái hành lang này. Nó rơi tầm vào khoảng 1,5 m các bạn. Cái hành lang này để khi mà chúng ta đẩy cám đi cho ăn, cái xe đẩy cám đi cho ăn thì nó sẽ tiện hơn. Khi mà các bạn làm hẹp thì sau này nó sẽ khó vận hành ha. Các bạn cũng lưu ý cái điều đó. Phía trên đây là cái dàn mát này các bạn nè. Những cái tấm dàn mát, những cái tấm két nước. Khi mà xây dựng cái dàn mát này thì có một vài cái lưu ý nhỏ cho các bạn, đó là các bạn nên làm những cái lan can. Làm những cái lan can như thế này. Đấy. Để mà khi mà lùa heo thì con heo nó không có phá vào trong cái két nước của chúng ta được ha. Đây là những cái xe đẩy cám này. Đấy. Những cái xe đẩy cám này sẽ cho anh. Đấy. Đấy. Khi mà làm cái xe đẩy cám này thì các bạn cũng nên xây dựng cái lam dốc này nó thoải để mà sau cho công nhân vận hành nó một cách nó dễ dàng ha. Đấy, thì khi mà đó thì cứ công nhân cứ kéo cám đi thôi và sẽ xúc cám ra cho từng con heo ăn, nó khá là dễ dàng. Con heo hậu bị ở trong này các bạn, nó phối và chuẩn bị đến ngày đi đẻ thì sẽ di chuyển qua một cái nhà nái đẻ. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua cái nhà nái đẻ để xem có những gì hay cho các bạn xem luôn. Tại vì cái trại heo này, video này cũng như là gần như là cái trại này cũng rất là sắp xong rồi các bạn. Sắp xong gần như rồi, chỉ còn làm lễ khánh thành rồi thôi. Thì các bạn sẽ không còn được thấy những cái series này nữa. Thì những cái series, những cái video này rất là có ích cho mọi người, để các bạn mà sau này làm trại thì học hỏi được rất nhiều điều ha. Bây giờ mời các bạn đi qua cái nhà nái đẻ. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua cái chuồng nái đẻ cho mọi người cùng tham quan ha. Ở mỗi cái dãy chuồng, cái ô chuồng thì các bạn sẽ để ý này, ở đây sẽ có những cái hố để sau này vôi trong này. Cái hệ thống là vôi khử trùng, để khi mà chúng ta đi qua mỗi trại sẽ có cái hố vôi khử trùng như vậy các bạn. Đây, vào cái chuồng nái đẻ thì cơ bản thì cũng khá là giống cái chuồng hậu bị thôi các bạn. Nhưng sẽ có một vài cái điểm hay để mình nói cho các bạn có thể xem. Ở đây, cái điểm hay đầu tiên đó là về hệ thống điện các bạn này. Đây, các bạn có thể thấy hệ thống điện chiếu sáng như vậy. Nhưng mà khi cần thì chúng ta có thể tắt những cái bóng solar đi để mà tiết kiệm điện. Đấy. Chúng ta có thể tắt những cái hệ thống điện, không phải là đấy các bạn thấy một dãy như này, nhưng mà khi chúng ta bật này nó sẽ có hệ thống điện sau le
để mà sau này chúng ta tiết kiệm điện ha. Đấy, đấy là cũng chia sẻ cho các bạn. Và khi mà các bạn thấy là những cái hệ thống ấm rồi cái hệ thống bóng điện sưởi như thế này, đấy cũng rất là bài bản và chuyên nghiệp của cái chạy Vanbit này. Các bạn thấy khi mà lưu ý khi mà làm những cái chạy này thì các bạn cố gắng sử dụng những cái dây điện nó lớn một chút, và các bạn nếu mà được thì các bạn nên là uống những cái ống như vậy cho nó thẩm mỹ ha, để mà cho nó đẹp cái chạy. Mặc dù đây là những cái chi tiết khá là nhỏ thôi, nhưng mà sau này thì nó cũng sẽ tăng cái tính thẩm mỹ cho cái chạy của mình lên các bạn. Và trong cái chạy thì các bạn nên làm thêm những cái ổ cắm rời như này, rồi mà sau có chuyện gì thì các bạn có thể dùng những cái ổ cắm này để xử lý cho heo đẻ, ví dụ như là kèm cắt đuôi bằng điện này đấy, hoặc là sử dụng những cái gì mà về cần điện thì chúng ta sẽ dùng cái biện đấy. Và khi mà cái dãy chuồng nó quá dài như thế này thì các bạn nên chia ra, các bạn nên chia ra một cái lối đi như vậy để chúng ta có thể là ví dụ như cần việc thì chúng ta có thể đi tắt qua đây được đấy, chúng ta có thể đi tắt qua đây được chứ chúng ta không phải đi vòng nó mất công. Thì cũng chia sẻ như cho các bạn thấy là như thế. Và ở đây thì cũng sử dụng là những cái hệ thống máng gầu chung vào những cái tay nắm như này các bạn. Đấy, khi mà cho ăn rồi khi mở ra thì như thế này. Đấy, cái tay nắm thì các bạn có thể sử dụng những cái khóa đồng tiền bập vô như vậy. Đấy, còn khi mà cho ăn thì các bạn có thể là mở ra. Đấy, thì cũng chia sẻ cho mọi người ha. Về anh chị nào thì xem cái trại này thì chắc cũng là biết khá nhiều về cái hệ thống chuồng, máng gầu, rồi cây nước. Đấy, cây nước ở đây thì các bạn thấy này, đây, nước cho heo này, cho heo mẹ. Đây, nước cho heo con này. Đây, đây khi mà con heo sẽ đụng vào đây, nước vào đây. Đấy, cái máng uống cho heo con này thì nó tiết kiệm nước hơn là cái cây heo mẹ đó các bạn. Thì ở đây cũng sử dụng là 4 cái quạt các bạn. Ở bên đây thì sử dụng, cái nhà này nó ngắn hơn, cho nên sử dụng 4 cái quạt thôi. Đấy, cũng có cái tủ điện như này. Đấy, và một cái bơm, rồi 4 cái quạt. Đấy, cái hệ thống bơm, cái két nước. Đấy, thì cái này thì cũng nói cho các bạn xem khá nhiều rồi. Thì cũng không có gì để mà nói thêm cả. Các bạn xem video lần trước thì cũng nói rồi. Tuy nhiên thì mình cũng nói thêm về cái đường luồng cho các bạn. Là khi mà cái đường luồng này thì các bạn thiết kế cho chạy heo 3 dãy, 4 dãy hoặc 5 dãy tùy ý và tùy vào cái quy mô nhà các bạn. Nhưng mà các bạn nên làm cho nó rộng rãi để đi đứng cho nó thoải mái một xíu khi mà đẩy cám ha. Còn về cái cửa, đây, cái cửa thì các bạn có thể sử dụng kính hoặc là cái sử dụng những cái màng PVC. Đây, cái màng này là cái màng nhựa dẻo rất là bền, rất là chắc các bạn. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái này. Đây, rất là chắc này. Đấy, các bạn làm những cái khung xong đó thì sẽ kẹp cái miếng nhựa này vào để thay kính cũng được. Đấy, nó cũng cái độ lấy sáng của nó cũng rất là tốt mà tiết kiệm chi phí. Thì đó là một cái hay của cái trại Vanbit này để mà giới thiệu cho các bạn ha. Còn bây giờ thì mời các bạn theo mình đi qua cái nhà cai sữa cho các bạn xem có gì hay không. Thì ở phía đằng này các bạn. Video này thì là một cái video khánh thành trại Vanbit cho nên là nó cũng khá là dài. Cho nên mình cũng muốn quay tường tận cho các bạn xem luôn. Chứ còn nội dung cũng khá là dài ha. Những cái hệ thống khóa và những cái này thì chạy đang hoàn thiện các bạn, còn tạm thời đang buộc bằng những cái dây này thôi. Khi mà làm những cái lam dốc này thì các bạn nên làm cho nó thoải ra nha, để sau này chúng ta vận hành cho nó dễ. Đây, mình sẽ bật điện lên cho các bạn xem. Thì nói với các bạn này, đây là một cái chạy cai sữa. Các bạn thấy là gồm 3 cái dãy chuồng như này. Đấy, mỗi dãy chuồng, mỗi cái ô chuồng như này sẽ có chiều rộng là 2m4 và chiều dài là 4m8. Chúng ta sẽ bố trí một cái máng ăn mini như thế này. Đây, đây chính là cái máng ăn tự động. Đấy, chúng ta sẽ đổ cám vào đây. Và khi con heo qua cái chuồng cai sữa này thì nó sẽ ăn ở trong cám trong cái máng mini này. Và sẽ bố trí là những cái cây nước có chiều cao khác nhau các bạn. Để đây là có 3 cây nước thì sẽ có chiều cao khác nhau để phù hợp với lại cái độ tuổi, độ lớn của heo, nó bú cho nó phù hợp. Và mỗi chuồng này chúng ta sẽ bố trí là 4 cái bóng ấm. Đấy, đây là cái hành lang phía giữa
còn đầu kia là quạt. Và cũng nói thêm với các bạn, khi mà bố trí cái máng vào trong này thì ở đây là những cái hệ thống này là những cái hệ thống tấm, cái tấm là 40-55 các bạn, những cái tấm nhựa này là 40-40 các bạn. Thì sau mỗi lứa heo thì chúng ta sẽ tháo ra để vệ sinh, và cái máng này chúng ta sẽ bắt bù lon ở đây đấy, bắt bù lon ở đây như thế này đấy, để sau này chúng ta có thể tháo ra dễ dàng, chứ chúng ta không nên là làm nó quá cố định hoặc là quá cứng thì sau này tháo ra để vệ sinh thì nó rất là khó ha. Đấy, thì cũng chia sẻ cho các bạn như thế. Cũng như bao cái trại khác bên hậu bì hoặc là ca sữa thì chúng ta cũng sẽ có một cái lối đi đấy, chúng ta cũng sẽ có một cái lối đi như thế này đây. À, cái này để nói thêm cho các bạn này, ở đây là có một cái đầu cảm biến nhiệt độ này. Thì cái đầu cảm biến này sẽ đặt ở giữa trại, khi mà nhiệt độ ở trong cái trại này nó thấp hơn bao nhiêu độ mà do chúng ta cài đặt thì quạt nó sẽ tự động chạy. Đây là cái đầu cảm biến, cũng nói cho các bạn rõ như thế ha. Thì ở trong chuồng cai sữa đó các bạn, khi mà con heo nó đi ra ngoài này và nó hay ỉa đấy, nó hay ỉa ở đâu đây, thì các bạn nên đắp cái hồ ở chỗ cái dầm này thành cái mô rùa như vậy đấy, để sau mà chúng ta có thể là nó trôi xịt rửa nó trôi. Chứ nếu mà làm bằng á thì sau này là phân heo phân đồ nó đọng trên cái dầm này thì rất là khó chịu và khó vệ sinh đấy. Thì một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cũng là một cái hay để mà chia sẻ cho các bạn ha. Thì đó là xong về cái chuồng cai sữa. Cái làm dốc thì các bạn cũng nên làm thoải như này. Đây, cái quạt hút ra bên ngoài như thế này các bạn. Đấy. Đây, hệ thống tủ điện nè. Rồi, đấy. Thì những cái chi tiết như là kích thước chuồng hoặc ô cửa hoặc là tấm đan hoặc là dầm thì các bạn xem lại những cái video trong cái chuỗi series lần trước mà mình đã từng làm rồi. Còn bây giờ thì mời các bạn qua chuồng thịt, mình cũng nói nhanh cho các bạn xem đỡ mất thời gian ha. Bây giờ mời các bạn qua cái chuồng thịt với mình để xem chuồng thịt nó có gì hay. Đây, đây chính là cái dãy chuồng heo thịt. Phía ngoài này thì là những cái tấm két nước đấy, được bọc lưới lại để mà tránh côn trùng như là ruồi muỗi khi mà quạt hút thì nó bay vào các bạn. Thì đây là một cái trại heo thịt của cái trang trại VNPIT này các bạn. Như các bạn thấy đó là một cái trang trại khá là rộng như này, có chiều ngang là 12m và chiều dài là 68m các bạn. Được chia làm 11 khoang như này, và mỗi khoang thì có thể là nuôi được 50 con, nuôi tối đa là được 50 con các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là công tác là rắc vôi khử khuẩn đang được tiến hành ở trong cái trại heo thịt như này. Thì ở ngoài đây là có hai cái cửa phía đường luồng, và cái tấm két nước đằng trước thì cũng có một cái lưu ý cho các bạn nói như thế này. Về cái bờ tường đằng trước các bạn xây lên thì không nên xây cao quá, các bạn nên xây vừa thôi, khoảng là 5-60 phân, sau đó thì các bạn sẽ làm những cái lan can như thế này để khi mà cái quạt hút về cái lưu thông không khí trong chuồng, những cái hơi nước nó lan tỏa trong chuồng thì nó không có bị ngăn cản, thì giúp cho cái trại của mình nó thông thoáng hơn. Đó là về cái lưu ý đầu tiên. Về cái lưu ý tiếp theo thì nói cho các bạn về cái khi mà làm cái hố tắm này các bạn này. Khi làm cái hố tắm thì khi mà xây tô chát rồi quét nước xi măng hồ dầu thì các bạn phải làm cho thật kỹ. Còn nếu mà không kỹ thì bị thấm, thì các bạn sẽ mua cái loại những chất chống thấm về các bạn quét vào đây ha. Và những cái nấm muống thì các bạn sẽ xác định những cái cao độ, những cái độ cao sao cho phù hợp với từng lứa tuổi của con heo, nên làm là 4 nấm một chuồng như thế này, và có những cái độ cao thấp khác nhau để mà sau heo nó lớn thì nó sẽ uống ở cái nấm cao đấy. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái hệ thống xả nước như này các bạn. Đây. Đấy. Khi mà vào tắm thì chúng ta sẽ xả như này. Đấy. Xả nước vào đây trong cái hố tắm này để giúp cho là con heo nó tắm một cách nó dễ dàng. Đây, mình cứ tưởng là hết nước. Đây, nước nó đang chảy.
Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta là dễ dàng hơn trong cái khâu mà vận hành sau này, nó giảm thiểu bớt cái công đi ha. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi xuống xem có những cái gì hay thì mình cũng sẽ nói với các bạn luôn. Và khi xây dựng cái đường luồng này thì các bạn nên xây dựng cho mình cái chiều rộng là khoảng là 90 phân. Đấy là cái khoảng cách là tối ưu. Sau này thì vừa lùa heo đi được mà vừa đẩy xe cám đi được. Cũng không nên làm rộng quá, cũng không nên làm hẹp quá ha. Đây, thì vào ở trong chuồng này các bạn này. Đây, trong chuồng thì có những cái bờ thành để các bạn chia vách ra và không nên xây kín. Các bạn nên làm những cái sông như thế này để sau này thì hơi nước nó lan tỏa qua không khí trong những cái chuồng này với chuồng kia thì nó dễ dàng hơn. Cũng không nên là làm cái sông sắt hết từ đầu đến chân như này, tại vì khi mà chúng ta sẽ vệ sinh cái chuồng này qua chuồng kia thì nước nó sẽ chảy qua lại với nhau và như vậy sẽ rất là ảnh hưởng khi mà dịch bệnh là cái thứ nhất, cái thứ hai là mất vệ sinh. Đấy, thì chúng ta nên làm những cái bờ thành cao lên khoảng là 30 phân như này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm những cái sông vách đấy và những cái bể tắm đấy, những cái bể tắm như này sẽ sau đó thì sẽ được chống thấm tuyệt đối để mà sau cái quá trình con heo, tại vì cái tập tính con heo đực thì sau này xuống nó tắm rồi nó sẽ ủi rồi nó phá dưới đây, nếu mà làm không kỹ nó bị sức mẻ bê tông thì sau đó thì nó sẽ thấm rất nguy hiểm. Thì ở đây cái trại này đã kỹ là sử dụng cái chất chống thấm này các bạn này. Đây là những cái chất chống thấm hòa với xi măng, dạng sữa hòa với xi măng, sau đó thì chúng ta sẽ quét lên như này. Và ở đây thì cũng chia sẻ với các bạn luôn là về cái ống nước. Thì cái ống nước thì các bạn nên làm một cái rọ sắt như này. Đây là cái ống để rút lên. Cái ống này sau khi mà thoát nước thì chúng ta sẽ rút cái ống này lên như này các bạn. Đấy, còn không thì khi mà muốn đậy lại thì chúng ta sẽ đậy lại như này. Rồi chúng ta sẽ có những cái rọ sắt như này để bảo vệ không cho con heo nó hút cái ống nước này ha. Thì đó cũng là chia sẻ cho các bạn. Bóng sáng thì các bạn thấy đó, hai dãy bóng. Tường thì các bạn nên quét vôi màu trắng. Thì chạy heo các bạn nên quét vôi nó màu trắng như vậy để mà vừa khử khuẩn cho chạy, vừa cái mang cái màu sắc sáng sủa cho cái chạy heo của mình ha. Thì đó cũng là chia sẻ cho các bạn về tất cả những cái gì hay của cái trang trại VNPIT này, để cho các bạn mà sau này ví dụ làm trại hoặc là trong cái quá trình mà ý tưởng mà xây trại nào thì các bạn cũng có thể ít nhiều học hỏi được từ cái trang trại VNPIT này. Thì khi mà trong cái một cái mô hình nuôi heo thịt này các bạn, thì cái trại này là vừa nuôi heo nái vừa nuôi heo thịt, thì cái đầu ra của heo á thì trại sẽ sau này sẽ xuất là vừa xuất cái con heo nhỏ ra thị trường và vừa xuất cái con heo thịt ra thị trường luôn. Ví dụ như là mọi người trên thị trường sau này có nhu cầu mà mua heo con thì trại vẫn có thể xuất ra được, còn nếu nhu cầu thị trường mà mua heo thịt thì trại vẫn xuất được. Đó là hai cái nguồn cung chính, hai cái đầu ra chính của cái trại VNPIT này. Và con giống đầu vào thì trang trại VNPIT này nhập của tập đoàn Greenfit, một trong những cái tập đoàn khá là lớn và uy tín trong ngành chăn nuôi của Việt Nam. Con giống này, rồi thức ăn này, rồi kỹ thuật, các kỹ thuật của trại và vận hành sau này thì sẽ áp dụng những cái quy trình vào áp dụng cho cái trại này. Thì đó cũng là một cái hay khi mà nuôi heo thì chúng ta hoàn chỉnh từ cái khâu chuồng trại rồi, tuy nhiên thì chưa dẫn tới thành công được, mà chúng ta sẽ cần tới là con giống, thức ăn và quy trình chăm sóc, rồi con người. Tất cả những cái đó nó hội tụ với nhau thì sau này nó sẽ giúp cho trang trại phát triển một cách là tốt nhất. Chứ nếu mà chuồng trại mà các bạn đảm bảo rồi nhưng mà con giống hoặc là quy trình chăm sóc nó chưa đảm bảo thì cũng không thể dẫn tới thành công được. Thì qua đây về một cái video khánh thành, sắp khánh thành của trang trại heo VNPIT thì cũng quay lên để chia sẻ cho các bạn, hy vọng là sẽ giúp ích được nhiều cho bà con mình. Video tới đây thì cũng đã khá dài rồi, mình xin tạm dừng video đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và subscribe kênh để theo dõi nhiều video hay hơn về chủ đề khởi nghiệp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.